Depende del plato, depende del lugar, depende de todo, pero $2 para acá está muy bien de precio. Cặp đôi Tây Ban Nha gây sốc với video, kỳ vọng so với thực tế Vịnh Hạ Long, những điều chưa nói cho bạn về Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Bắc News. Các bạn thân mến, đối với du khách nước ngoài, Vịnh Hạ Long từ lâu đã được coi là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng và đáng mơ ước của Việt Nam. Mới đây, cặp đôi đến từ Tây Ban Nha đã có dịp đến thăm Việt Nam và đăng tải một video gây bất ngờ với tiêu đề "Kỳ vọng so với thực tế Vịnh Hạ Long, những điều chưa nói cho bạn". Với kỳ vọng ngút ngàn trước khi đến và những trải nghiệm thực tế mà họ trải qua, hành trình của họ đã làm dậy sóng cộng đồng mạng khi những khía cạnh ít người biết về Vịnh Hạ Long được phơi bày. Điều gì đã thực sự khiến họ ngạc nhiên? Cùng tìm hiểu trong video này nhé! Theo đó, mới đây, cặp đôi người Tây Ban Nha đã có một hành trình đáng nhớ tại Cát Bà, một hòn đảo nổi tiếng mà các chuyến tham quan Vịnh Hạ Long thường bắt đầu. Ngay khi đặt chân đến đây, họ nhận ra rằng không cần phải đến thành phố Hạ Long mới có thể tận hưởng vẻ đẹp của vịnh nổi tiếng này. Cát Bà yên tĩnh hơn nhiều và chính sự bình yên này đã khiến họ lưu lại lâu hơn dự định. Chúng tôi đã ở đây được 3 ngày rồi và thật sự không thể ngờ rằng lại yên bình đến vậy. Mọi thứ đều tuyệt vời, từ dịch vụ vận chuyển cho đến cách mà người ta phục vụ khách du lịch. Họ bắt đầu hành trình bằng việc lên xe buýt từ nơi xuất phát. Họ chia sẻ rằng, điều khiến chúng tôi bất ngờ chính là hệ thống vận chuyển ở Việt Nam được tổ chức vô cùng bài bản. Xe buýt chở họ đến phà, sau đó phà di chuyển đến Cát Bà và xe buýt lại tiếp tục chở khách vòng quanh đảo. Bạn ngủ ở một đầu đảo, tỉnh dậy ở đầu kia, thật kỳ diệu khi mọi thứ diễn ra trơn tru đến vậy, nữ du khách nhận xét. Khí hậu ngày hôm đó không mấy thuận lợi, mây mù và ẩm ướt, nhưng không làm giảm niềm vui của họ. Cát Bà tuy nhỏ và ít người nhưng sở hữu sức hút khó cưỡng. Anh chàng Tây Ban Nha chia sẻ, hầu hết du khách đến đây chỉ ở một hoặc hai ngày để tham quan vịnh rồi lại đi, nhưng chúng tôi quyết định ở lại lâu hơn vì không khí yên tĩnh ở đây thật sự đáng để tận hưởng. Cặp đôi không chỉ thích sự bình yên mà còn bất ngờ về giá cả phải chăng tại hòn đảo này. Họ thuê một căn phòng riêng với nhà vệ sinh riêng, có cả bữa ăn sáng, mà giá chỉ $5 một đêm. Giá này thật sự quá hời và chủ nhà rất nhiệt tình, họ làm mọi thứ để khách cảm thấy thoải mái nhất. Bên cạnh đó, thức ăn tại Cát Bà cũng là một điểm sáng trong chuyến đi của họ. Matt đã thử món phở truyền thống của Việt Nam, chỉ tốn 30.000 đồng. Thức ăn không chỉ rẻ mà còn vô cùng đa dạng, ngay cả cho những người ăn chay như chúng tôi, có những món chỉ từ $2, thậm chí còn ít hơn tùy vào món ăn và nhà hàng. Dù Cát Bà không có quá nhiều điểm tham quan, nhưng sự đơn giản và thân thiện của nơi này đã làm cặp đôi cảm thấy hài lòng. Con phố chính yên tĩnh, chỉ có vài cửa hàng, siêu thị và nhà hàng, nhưng đó chính là điều khiến chúng tôi yêu thích nơi này. Mọi người đều bận đi tham quan vịnh vào ban ngày nên hòn đảo này hầu như vắng vẻ. Thật là lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một không gian tĩnh lặng. Theo những chia sẻ của cặp đôi du khách Tây Ban Nha, Cát Bà không phải là nơi lộng lẫy hay sôi động, nhưng chính sự giản dị và bình yên đã khiến cho cặp đôi muốn ở lại lâu hơn và khám phá mọi góc nhỏ của hòn đảo này. Họ không chỉ tìm thấy một nơi để nghỉ ngơi mà còn hiểu thêm về văn hóa địa phương qua từng bữa ăn và từng cuộc trò chuyện với người dân. Cặp đôi còn nói rằng, hãy đến đây nếu bạn muốn trải nghiệm yên tĩnh, nơi mọi thứ đều dễ chịu từ giá cả cho đến con người. Cát Bà có thể không nổi tiếng như các điểm du lịch khác, nhưng đó là một viên ngọc ẩn giấu mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến Việt Nam. Sau khi nghỉ ngơi, họ tham gia vào tour khám phá Vịnh Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Tour kéo dài từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và mặc dù cảnh quan của vịnh thật sự rất đẹp với hàng loạt các hòn đảo và hòn đá vôi hùng vĩ, họ cảm thấy là chuyến đi có phần nhàm chán. Phần lớn thời gian chỉ là di chuyển trên thuyền, ngắm nhìn cảnh vật và có một vài điểm dừng để chèo thuyền kayak. Tuy nhiên, trải nghiệm chèo thuyền kayak và việc nhảy xuống nước không mang lại cảm giác hào hứng như mong đợi. Thậm chí, một số khu vực nước trong vịnh còn bị ô nhiễm và có nhiều rác, khiến họ cảm thấy thất vọng. Ngoài ra, họ cũng được nghe về huyền thoại của Vịnh Hạ Long. Cặp đôi đã kể lại với khán giả của mình như sau. Theo truyền thuyết, nhiều năm trước, để bảo vệ Việt Nam khỏi giặc ngoại xâm, nhiều đoàn rồng từ thiên đình được cử xuống. Những con rồng này phun ra những viên ngọc đá quý. Và khi rơi xuống biển đã tạo thành các đảo và đỉnh đá như ta thấy ngày nay. Họ cảm thấy câu chuyện này đầy thú vị, nhưng mà cảnh quan thực tế không ấn tượng như những gì mà họ từng trải nghiệm ở Philippines, nơi mà có các bãi biển xanh ngắt và nước trong veo tuyệt đẹp hơn rất nhiều so với nước màu xanh lá cây ở Hạ Long. Sau chuyến đi Hạ Long, họ tiếp tục đến với hành trình Tam Cốc, một vùng đất gần Ninh Bình. Thời tiết ở đây lại không ủng hộ, trời mưa liên tục khiến cho cảnh vật bị bao phủ bởi sương mù và mưa phùn. Họ thuê một chiếc xe máy và tranh thủ lái xe khám phá trong khoảng thời gian mưa ngừng.
Dù cảnh quan ở Tam Cốc rất đẹp với những ngọn núi đá vôi và cánh đồng lúa xanh mướt, nhưng do mùa vụ không đúng thời điểm, nhiều nơi đã khô hạn và trông không còn đẹp như mùa lúa chín. Họ đặc biệt ấn tượng với cảnh những người chèo thuyền bằng chân trên sông, một điều hiếm thấy và đầy thú vị. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, họ quyết định bỏ qua nhiều địa điểm nổi tiếng như hang Múa vì sợ mưa lớn sẽ làm nguy hiểm khi leo núi. Dù không thể tận hưởng hết mọi vẻ đẹp của Tam Cốc, nhưng họ vẫn thấy hạnh phúc khi có thể chiêm ngưỡng một phần nhỏ của vùng đất này. Trong suốt hành trình, họ cũng có những khoảnh khắc nhỏ thú vị như việc nhìn thấy những người thợ khóa di động trên những chiếc xe máy có đầy đủ dụng cụ để làm chìa khóa ngay trên đường. Đó là một trải nghiệm độc đáo mà họ chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào khác. Họ cũng rất ấn tượng với sự thân thiện và hiếu khách của những người dân địa phương, đặc biệt là chủ khách sạn nơi họ ở, nơi mà chỉ với 5 đô la mỗi đêm, họ có thể tận hưởng phòng có điều hòa, tủ lạnh và thậm chí là thang máy, một điều hiếm thấy trong khách sạn giá rẻ như vậy. Trước đó thì cặp đôi cũng đã có dịp đến Sapa bằng sự ngạc nhiên về vẻ đẹp và cảnh quan hùng vĩ, những nét văn hóa đặc sắc của vùng núi phía Bắc Việt Nam. Họ đã nghe nhiều về vùng đất này, nhưng khi đặt chân tới đây, họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tuyệt diệu và không gian thiên nhiên hoang sơ của Sapa, một thành phố trên độ cao 1.600m gần biên giới Trung Quốc. Họ đến Trúc Lâm Thiền Viện, một ngôi chùa được xây dựng vào những năm 90 nhằm thúc đẩy việc giảng dạy Phật giáo Thiền. Khung cảnh ở đây thật hùng vĩ, với bức tượng Phật lớn và những dãy núi trùng điệp bao quanh. Khí hậu tại Sapa vào mùa đông khá khắc nghiệt, nhưng may mắn là vào lúc họ đến trời nắng đẹp. Nhưng ngay chiều tối thì những đám mây lại bao phủ khắp nơi, làm không gian trở nên lạnh lẽo. Họ cảm nhận được từng làn mây trôi ngang trước mắt, tạo một cảm giác như đang đi bộ trên thiên đường. Đối với họ, đó là một khoảnh khắc đặc biệt khi đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ, vừa thanh tịnh vừa kỳ ảo. Nhưng cái lạnh ở Sapa thực sự khó diễn tả. Khi trời trở lạnh, cả hai quyết định thuê xe máy để khám phá vùng đất này thay vì đi trekking như dự định ban đầu. Với giá chỉ 130.000 đồng mỗi ngày, họ rong ruổi khắp Sapa và ngắm nhìn những cảnh đẹp. Họ đi qua những khu vực dân cư truyền thống, những ngôi làng nhỏ xinh và những thử dụng bậc thang uốn lượn tuyệt đẹp. Những bộ trang phục truyền thống được bày bán và cho thuê ở khắp nơi tạo nên những sắc màu rực rỡ giữa bầu không khí lạnh giá. Một trải nghiệm đặc biệt khác mà cặp đôi chứng kiến là một đám tang truyền thống tại Sapa. Đám tang ở đây rất khác biệt so với những gì mà họ từng biết. Không có ai khóc, thay vào đó mọi người ăn mặc trang trọng, đeo những chiếc mũ và tham gia vào các nghi thức, bao gồm cả việc đốt điền giả để giúp linh hồn người đã khuất. Điều thú vị hơn nữa là sau khi đặt thức ăn lên bàn thờ cho linh hồn, gia đình có thể ăn những món sau đó một thời gian ngắn, vì nó được coi là đã được ban phước. Họ vô cùng tò mò và thích thú với văn hóa địa phương. Những khác biệt về tôn giáo và tâm linh đã mở rộng tầm nhìn của họ về một phần khác của thế giới. Khi trời càng về chiều, cái lạnh càng thấm vào da thịt. Dù vậy, cả hai vẫn không ngừng trầm trồ trước cảnh đẹp mà Sapa mang lại. Họ dừng tại một quán nhỏ để mua bánh mì baguette và một ít mứt, cùng thưởng thức với cà phê nóng. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ khi họ ngồi trong không gian yên tĩnh, nhấm nháp thức ăn và ngắm nhìn mây trôi dần che phủ toàn bộ khung cảnh. Cuối ngày, họ trở về khách sạn ấm cúng, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi. Không có hệ thống sưởi ở khách sạn nên họ phải đắp chăn thật dày và uống trà nóng để giữ ấm. Cả hai chia sẻ rằng họ đã không mong đợi Sapa lại lạnh đến như vậy và cảm thấy hơi bất ngờ trước sự phát triển du lịch ở đây. Dù vậy, họ vẫn yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên và không khí thanh bình của thành phố này. Sáng hôm sau, trước khi rời Sapa, họ tận hưởng bữa sáng đơn giản với bánh quy và cà phê sữa, ngồi trong phòng ăn yên tĩnh của khách sạn. Trời vẫn còn rất nhiều mây, che phủ hầu hết tầm nhìn, nhưng với họ, Sapa đã để lại một dấu ấn sâu đậm. Dù không phải là ngôi làng nhỏ hẻo lánh như họ tưởng, nhưng Sapa vẫn mang một vẻ đẹp riêng, hòa quyện giữa thiên nhiên và sự phát triển. Sau cùng nhìn lại hành trình của mình, cặp đôi đã nhận ra rằng Việt Nam có rất nhiều điều thú vị để khám phá, nhưng đôi khi cũng có những trải nghiệm không như mong đợi. Tuy nhiên, đó chính là sự thật của du lịch. Mỗi nơi đều có nét đẹp riêng và những điều không hoàn hảo, nhưng tất cả tạo nên một hành trình đáng nhớ của họ tại quốc gia này. Các bạn thân mến, cặp đôi Tây Ban Nha đã có một hành trình đầy màu sắc và thú vị tại Việt Nam, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc bất ngờ, thậm chí hơi vỡ mộng như tiêu đề video của họ gợi mở. Khi đến Vịnh Hạ Long, họ đã hình dung một vùng vịnh tuyệt đẹp, thơ mộng và hoàn hảo như trong những bức ảnh quảng bá. Tuy nhiên, thực tế họ trải qua đã mở ra một bức tranh khác với một số khía cạnh không được lý tưởng như những gì mà họ đã mong đợi. Thế nhưng, chuyến đi của họ không chỉ xoay quanh những thất vọng nhỏ đó,
họ cũng khám phá ra nhiều điểm thú vị và bất ngờ ở các địa điểm khác như Cát Bà và Sapa, nơi sự bình yên và thiên nhiên hoang sơ lại khiến cho họ yêu thích vô cùng. Việc lựa chọn ở lại Cát Bà lâu hơn so với kế hoạch ban đầu. Với họ, Cát Bà là viên ngọc ẩn, mang đến trải nghiệm du lịch chất lượng nhưng lại không quá ồn ào và đông đúc. Họ còn tìm thấy sự hiếu khách từ những người dân địa phương và bất ngờ trước mức giá vô cùng hợp lý cho mọi thứ, từ chỗ ở đến cả đồ ăn. Câu chuyện về Sapa cũng là một video đầy thú vị trong hành trình của cặp đôi. Đôi khi, du lịch không chỉ là việc đến để ngắm cảnh, mà còn là trải nghiệm và chấp nhận cả những điều không hoàn hảo. Việt Nam, với sự pha trộn giữa những nét đẹp thiên nhiên, sự phát triển du lịch và những vấn đề phát sinh trong quá trình ấy, tất cả đều đã mang lại cho họ một chuyến đi đáng nhớ. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.